Xin mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em, kênh chia sẻ công thức nấu ăn, chăm sóc sức khỏe và bí quyết làm đẹp. Trong video ngày hôm nay, em tiếp tục chia sẻ tới các cô chú, các anh chị và các bạn một loại cây mộc hoang nhưng mang lại giá trị tuyệt vời cho sức khỏe, giúp hỗ trợ điều trị một số bệnh lý trong đời sống. Kèm theo đó là cách chế biến món ăn thơm ngon, bổ dưỡng, đó là cây cà dại hoa trắng. Sau đây xin mời các cô chú, các anh chị và các bạn cùng em tìm hiểu đặc điểm và công dụng, cách sử dụng của loại cây này, đặc biệt đó là cách chế biến Món cà dại hoa trắng xào thịt thơm ngon bổ dưỡng mà ít người biết đến Cà dại hoa trắng hay còn có tên gọi khác là cà hoang, cà gai, hoa trắng Cà dại, bạch da, pháo da, cà trắng, cà nước hoặc là cà pháo Tùy theo từng vùng miền sẽ có tên gọi khác nhau Đây là một loại cây mọc hoang ở các sườn đồi núi, ven đường hoặc là bãi đất trống Cây nhỏ có nhiều tán cành cao tầm 2-3 mét Hoa màu trắng có lông, mọc thành chùm ở kẻ lá Quả hình cầu nhỏ cỡ 12 tới 15 cm, nhẵn bóng, khi chín có màu vàng. Thường có quả vào tháng 3 tới tháng 7 hàng năm. Bộ phận thường được sử dụng đó là rễ, lá, hoa và quả. Phần rễ sẽ thu hái quanh năm, rửa sạch thái nhỏ phơi hoặc là sấy khô để làm thuốc. Theo Đông y, cà dại hoa trắng có vị cay, hơi mát, có ít độc có tác dụng hoạt huyết, tán ứ, tiêu thủng, giảm đau, trừ ho, thường được áp dụng vào để trị một số bệnh lý như là đau thắt lưng, đòn ngã tổn thương, đau dạ dày, đau răng, bế kinh, trị sốt, ho mãn tính, trị mụn nhọt, viêm mũ ngoài da, đau dây thần kinh, ong đốt. Trong quả cà dại hoa trắng phơi khô có chứa protein, chất béo, chất vô cơ, carbon hydrate là một trong những thành phần điều trị tiêu chảy đau bụng. Lang ben Quả tươi ngoài dùng để chế biến các món ăn có thể giã nát đắp lên chán để chữa đau nhức đầu nặng hoặc là lấy nước để uống chữa sốt rét. Phần rễ của cây thường thu hoạch phơi hoặc là sấy cho khô để sắc hoặc là nấu nước uống trị đau bụng sâu răng. Lá cà dại hoa trắng trong y học dân gian có chứa saponin, sterolic, được xem là thuốc cầm máu rất hiệu quả, sẽ giã nát lá tươi đắp vào chỗ đau. Cà dại hoa trắng được sử dụng trị các bệnh nêu trên rất hiệu quả nhưng khi sử dụng thì các cô chú các anh chị và các bạn cần lưu ý không dùng cho người bệnh tăng nhãn áp. Khi sử dụng cần tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa nếu đang sử dụng hoặc là trị liệu thuốc tây y tránh gây tác dụng phụ hoặc là kháng thuốc. Khi sử dụng quả để chế biến thức ăn sẽ dùng liều lượng vừa phải tránh lạm dụng gây tác dụng phụ. Và sau đây thì em sẽ hái quả để vào thực hiện món ăn cà dại hoa trắng xào thịt. Đây là một món ăn dân dã mà rất hao cơm, vừa thơm ngon lại bổ dưỡng. Đầu tiên sẽ chuẩn bị một ít nước, cho vào một chút muối hòa tan. Cà dại hoa trắng sau khi hái xong, bỏ phần cuống màu xanh bên trên, bỏ quả sâu rửa cho sạch, sau đó cho vào một cái cối hoặc là bọc ni lông đập dập. Và để nấu cho hai khẩu phần ăn em có sử dụng đây là khoảng 300 g cà dại Lượng cà dại dùng cho mỗi người trên một ngày khoảng từ 100 tới 200 g là vừa, không nên lạm dụng quá, một lúc sẽ gây tác dụng phụ như là buồn nôn, chóng mặt, tiêu chảy, đau dạ dày, khó tiêu, đặc biệt là phụ nữ mang thai và cho con bú nên thận trọng khi ăn loại cà này nhé. Cà khi được đập dập sẽ bỏ vào chậu nước muối, ngâm trong khoảng thời gian là 10 phút đây là cách làm cà khi ăn không bị khái, bớt đi độc tố, loại bỏ bớt hạt, nấu sẽ thấm vị ăn ngon hơn Và đây là phần cà sau khi được ngâm rửa cho sạch để cho ráo nước Tiếp theo thì em có sử dụng đây là 500g thịt ba chỉ rửa sạch, trần qua nước sôi cho săn lại rồi thái thành những miếng nhỏ vừa ăn 1 phần 2 thìa cà phê bột nghệ nguyên chất giúp cho món ăn có màu vàng đẹp hơn Ngoài ra thì các cô chú các anh chị và bạn có thể sử dụng bằng nghệ tươi một thìa canh mẹ nuôi, mẹ phải ngấu trắng và thơm giúp cho món cà xào được keo, sánh và ngon lạ miệng Hai củ hành tím thái lát một nắm rau thơm bao gồm hành lá, ngò gai và lá lốt Tiếp theo sẽ bắt chảo lên bếp cho nóng rồi cho thịt vào thêm một chút muối khi cho thịt được tươm ra mỡ xếm cạnh khi ăn sẽ chắc và ngon không bị ngán Thịt được khìa tươm bớt mỡ, nếu phần mỡ nước này nhiều sẽ chắc bớt ra ngoài. Rồi cho hành tím vào phi thơm, hành đã dậy mùi thơm sẽ cho cà vào. Phần gốc hành lá cắt khúc. Bột nghệ, cơm mẻ. Rồi nêm gia vị, hạt nêm, bột ngọt, muối. Rồi xào trong khoảng thời gian từ 7 tới 10 phút. xào được một lúc sẽ cho nước vào xăm sắp và nấu tới khi cà chín nước sền sệt lại vừa ăn trong thời gian nấu thi thoảng sẽ đảo để cà chín đều Sau thời gian nấu được 10 phút, lúc này cà đã chín và nước keo lại vừa ăn. Bây giờ sẽ nêm vào một chút tiêu. Rồi cho rau thơm thái nhỏ vào. Trộn đều cho rau xẹp xuống thấm hoa quyện vào nhau là được. Rau thơm hòa quyện cùng cà và thịt keo lại rất thơm và hấp dẫn. Bây giờ sẽ tắt bếp và cho ra đĩa. Và đây là thành phẩm món cà dại hoa trắng xào thịt, từ một loại quả mọc dại kết hợp một số nguyên liệu gia vị dễ kiếm thêm một cách chế biến vừa nhanh lại đơn giản tạo nên món ăn cực kỳ thơm ngon, hấp dẫn, bổ dưỡng và lạ miệng. Hương vị này đảm bảo các thành viên trong gia đình sẽ thích. Nếu các cô chú, các anh chị và các bạn đi đường có thấy cà dại hoa trắng thì hãy lấy về chế biến món ăn này ăn thử và cảm nhận vị ngon đặc biệt này nhé vậy là em đã vừa chia sẻ xong những đặc điểm công dụng và cách sử dụng đặc biệt đó là chế biến món ăn từ cây cà dại hoa trắng hy vọng qua những chia sẻ này sẽ giúp ích được các cô chú các anh chị và các bạn có thêm thông tin hữu ích về cây cà dại hoa trắng để áp dụng vào trong đời sống và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các cô chú các anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em nha